được sự cho phép với kinh doanh có điều kiện, cho nên chúng tôi xin giới thiệu đến với mọi người, đến với bà con, anh em nào có nhu cầu học võ mà có lương. Quý vị hãy đến học võ mà có lương, nếu không muốn học võ thì đến rồi chúng tôi hướng dẫn cho nghiệp vụ bảo vệ vệ sĩ, rồi chúng tôi sẽ đưa đi làm, và thời gian làm có thể là ta đăng ký 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng. Đó, rồi ta làm như thế thì bây giờ như vậy rồi, giá cả, tiền bạc, lương phạm chúng ta cứ bàn. Vì công ty chúng tôi là ở đường D14B, D14B, đó, các học sinh cứ đến ngay ngã ba D13, D14B số 7 là nó giao nhau với đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, trên khu công nghiệp Tân Bình, người có nhu cầu thì cứ đến đó. Và nếu mà không được, không đến, chưa đến được thì cứ điện cho chúng tôi. Điện cho chúng tôi. Điện số là 0844 004 005. Vui lòng đừng có bình luận hay nhắn tin, chúng tôi không thấy được. Cho nên là cứ đưa đó. Chúng tôi hướng dẫn cho mọi người về may, công nghiệp, hay là làm đao, kiếm, song tô, song câu, nhị khúc. Đó là búa, liều, tất cả những cái gì, binh khí. Binh khí là những cái thứ mà để chúng ta tập, cầm vào tay và chân đỡ mà tập võ. Đó là binh khí võ thuật nha bà nha. Ai đó có nhu cầu thì cứ xin mời đến. Mời đến số 7 đường D14B, là ngay ngã ba D13, giao nhau với đường Tây Thạnh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, khu công nghiệp Tân Bình. Thì cứ mời đến. Mời đến là chúng tôi sẽ hướng dẫn. Chưa biết may công nghiệp thì hướng dẫn để mà may công nghiệp. Mà biết may rồi thì chúng ta hãy sắp xếp vô việc. Đó. Thì lương và các giá cả thì chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau. Chứ người có tay nghề rồi, người chưa có tay nghề, mà nếu mà muốn đi làm là bảo vệ vệ sĩ ra, học tốt nghiệp khóa vệ sĩ ra hay là thám tử ra thì sẽ đi làm đúng ngành nghề mình. Và có vấn đề tài xế nữa, tài xế nhiều người, người ta còn tài xế biết võ, tài xế vừa lái xe mà vừa làm vệ sĩ, thì mỗi cái mức lương nó khác nhau. Vui lòng hãy điện thoại 0844 004 005 là tôi, trọng tài quốc gia, võ sư quốc gia khóa 1 nước Việt Nam, được hân hạnh tiếp đón. Vui lòng đừng có nhắn tin và đừng bình luận thì chúng tôi không thấy được. Chúng tôi tuyển người học võ mà có lương, mà không học võ, không học võ vẫn có lương, vẫn đi làm được. Đó, như vậy đó. Rồi, ai đó có nhu cầu xin mời cứ điện thoại nha, đừng nhắn tin nha. 0844 004 005 là tôi đây. Xin chào, na na.